một cái đẩy công nghệ rất là hot hiện nay, đó là đẩy công nghệ Class D, đẩy mini Epic Audio mã là D82C Pro. Vâng, D82C Pro đã về với anh Vương, anh ở Lạng Sơn ạ. Vâng, đầu tiên thay mặt công ty Chicago cho cảm ơn anh Vương đã tin tưởng ủng hộ nhé. Vâng, thì đây là cái đẩy mini đây ạ. Vâng, đẩy mini Epic Audio D82C Pro. Đặc biệt cái đẩy mini này nó được kết hợp cả đầu giải ma phía bên trong, vì thế chúng ta nghe được chất nhạc rất hay, thay cho những cái âm ly rất là to, thay cho những âm ly rất là to đó. Và đặc biệt là cái dòng này được kết nối Bluetooth, thì bên em cũng đang kết nối Bluetooth không dây đấy ạ. Đó là cái tiện lợi đầu tiên mà cái đẩy mini này mang lại cho chúng ta trải nghiệm mới mẻ, được kết nối không dây Bluetooth và có rất nhiều tính năng đường vào. Thì điều đầu tiên em muốn hướng dẫn anh Vương đó là cái volume to này là volume tổng này, có thể to nhỏ trực tiếp ở trên volume này anh nhé. Nó đi kèm nó là một cái điều khiển, tất cả những cái tính năng ở đây nó sẽ nằm trong cái điều khiển này và anh có thể chỉnh được bằng điều khiển. Vâng, thì đây em đang chỉnh bằng tay. Vâng, volume to nhỏ đấy ạ. Vâng, em cho nhỏ đi tí. Còn khi mà anh cắm nguồn thì anh bật lên tắt đi, thì anh giữ một tí nhá, nó sẽ tắt và sau đó anh bật lên. Vâng, đẩy mini này rất là tiện lợi cho chúng ta ở không gian nhỏ hoặc là mình mang đi đâu đó thì rất là tiện, chỉ cần có thêm một đôi loa là chúng ta chơi trực tiếp nhạc với Bluetooth. Vâng, đó. Khi mà chúng ta chọn các ngõ vào thì chúng ta chữ select này nó sẽ chọn rất là nhiều các cổng đấy ạ. Vâng, em đang chạy Bluetooth thì em để Bluetooth. Vâng, bây giờ chúng ta đi trải nghiệm ạ. Vâng. Ok. Có đẩy mini này công suất cũng khá là cao. Em có thể đang kéo đôi loa Pioneer đấy ạ. Đôi loa Pioneer Bass 30. Cũng rất là căng. Đầy. Vâng, rất là đầy các bạn. Đặc biệt là chúng ta có phòng ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh, có những đôi loa Bass 20 thì chúng ta cứ mua cái đẩy này về thì cũng rất là tiện lợi, đặt ở các góc rất là tốt, nó không quá cồng kềnh như các cái âm ly cổ điển ngày xưa, nó không quá cồng kềnh mà tác dụng thì như nhau, cũng để phát công suất và nghe nhạc. Nhưng cái này nó được sở hữu thêm một cái đầu giải mã phía bên trong thì nhạc sạch hơn rất là nhiều ạ. Tiện lợi chúng ta mở những quán cà phê, không gian phòng nhỏ xinh xinh, chúng ta có thể kết nối và chạy Bluetooth trên điện thoại và trong không gian cà phê thì cũng rất là tiện lợi. Đó là những cái tiện lợi mà cái đẩy mini mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là tốt. Vâng, tính năng thì rất là nhiều tính năng đường vào, và trước đây còn có cái NFC. Đây là khi mà những cái điện thoại thông minh có chế độ NFC, chúng ta có thể đặt điện thoại vào đây mà nó cũng tự phát nhạc không dây ạ. Vâng, đi kèm là một cái anten để bắt Bluetooth cho nó khỏe. Sau đó là anh đấu vào đây là hai cầu loa đấy ạ, hai chạm loa. Anh cứ đấu đỏ vào đỏ, đen vào đen, rồi sau loa là nó bắt đầu là nó chạy. Đi kèm một dây nguồn và một cái bộ adapter. Đó là tất cả những cái bộ phận đi kèm, và bên em tặng kèm dây jack anh kết nối đầu quang nhé. Rồi, máy đi kèm là một cái điều khiển đấy ạ. Vâng, rất tiện lợi. Phòng ngủ hay là quán cà phê nhỏ nhỏ thì chúng ta cũng mua cái đẩy này về, nó rất là hay. Nhạc Bluetooth nhiều, tràn ngập thị trường thì chúng ta kết nối không dây rất là tiện ạ. Và bên đây là sản phẩm chính hãng và bên em bảo hành cho anh 1 năm nhé, lỗ 1 là 100 bắt đầu. Bên em mỗi sản phẩm một đầu máy này bên em có một cái phiếu bảo hành rất là chi tiết cho các bác. Các bác khi mà hàng có lỗi lầm thì các bác điền thông tin vào đây, và ngày mua đến ngày bao nhiêu và gửi về Chicago thì bên em sẽ tiếp nhận thông tin và bên em bảo hành cho các bác đúng chế độ ạ. Vâng, đẩy mini kéo rất là khỏe.